xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một kỹ năng tô màu xào được thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi mình hướng dẫn nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé. Vậy là mình đã lấy tô màu xong nhé các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn
cách tô mò sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô mò nha các bạn. Như vậy video của mình đây là kết thúc nha các bạn.